thì ông quét được, zoom lên này nè. Ui giời, có xin. Nhà cô Thảo lắp ngay ở đây này. Cái xà tôn này này gãy xuống mới nhìn vào cửa. Nhìn thẳng vào cửa được. Con cam C1C 720 các bạn, đây là con C1C 720 nhá, huyền thoại. Cái lần đầu tiên mình khởi nghiệp, mình đi mình lắp cho mẹ vợ mình. Bây giờ mình sẽ chuyển góc cho nó sang một góc khác, bởi vì ngày xưa là mẹ mình lắp có một con thôi, giờ mình lắp thêm cho mẹ mình một con nữa. Nó phải tối om cơ thì con này nó mới phát huy tác dụng. Còn nó mà không tối thì con này không bao giờ nó chạy đâu. Lắp con không màu thôi. Mẹ vợ phải ở trong ngõ cơ. Thì mắt này là sạch rồi. Nói chung là tế này rồi, tí nữa lên cao chồng lấy chổi sơn chồng phải lại là được. Ok, bây giờ lấy cái này đi. Nãy là có con gì là ỉa ở đây này. Rùa ỉa. Hôm nay thi công, hôm nay mùng 2 tháng 9 các bạn ạ. Rảnh công việc, sắp xếp công việc buổi sáng xong rồi chiều tranh thủ qua. Chiều tranh thủ qua làm cho mẹ. Mẹ vợ. Nay ngồi cẩn thận không mũi nhá. Ừ, tí nữa viết. Đây, hôm nay bố mẹ đi lắp meda như này này. Cô Hà vừa ở đây, ông Đăng nhắn tin ngay.
Cam nhà anh bị này xử lý sao em? Cam mới đang ngoại tuyến. Im. Có, vợ chụp đi. Ra bảo thấy. Ừ, con mang hai thẻ mà. Hai ơi, con tung chân đi nhá. Đang tính là nắp cho mẹ vợ ở bên này hất từ nhà ông Trọng hất ra. Nhà cô Thảo lại hất từ bên nhà vợ hất tiếp, lối tiếp nhau ấy. Ừ. Nhưng mà dòng dây ở đấy nó lại xa hơn. Dòng dây tất nhiên nó xa nhưng mà vòng đây hất lại. Chứ bây giờ hai con ở cùng một kia, một con quay ra, một con Thảo còn quay sang nhà vợ thì dây nó gần. Đúng không? Lắp thế hay là lắp kia gửi vào? Như thế, kể cả nhá, lắp như thế nhá, kể cả ví dụ con này nó chói đèn sáng không? Con kia nó có ánh sáng, nó vẫn có màu. Có, nhìn theo gì? Ừ, đúng không? Ừ. Con đang ở đây, con đang ở đây. Cả nhà nó đi luôn. Lấy xuống nhá. Này, bây giờ là khoan lỗ cái đấy đi đã, cái đấy phải khoan bằng ấy xịt qua kỹ được. Ơi, ba bên rồi, ba bên rồi, ba đi lại đi. Đi được cả hai chiếc rồi và tiêm nhé. Cứ bảo mẹ bé con đi tìm bà ngoại. Đây, 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 bà cất xe vào đây. Đây là chú cho con đi lại này. Bố bán rau ở chợ. Mẹ để hẳn vào trong này, anh không làm gì đâu, con nằm ngoài đấy. Này, con lấy đầu. Nó chơi hết hình này rồi. Đi ra ngoài xem mẹ cũng thu nào, không có chưa. Em nhìn thấy. Đưa ra xe hít nhá, lấy hít nhỏ. Ừ. Lấy hít nhỏ nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây rồi. Chuyển sang lấy nhá, đưa lên nhá. Bấm chim. Nó quét được, zoom lên là bật địa điểm lên, trong bật lên là vợ toàn tắt đi đấy khi sử dụng ứng dụng. Một cái thôi. Đây điện thoại đi. Đây điện thoại đi. Thôi thôi, tao lại lên, ngày nay nó ra chế độ xem trực tiếp nhiều màn hình. Thao tác không chuyên nghiệp gì nào. Thợ thuyền thế. Cầm dưới giờ thì ngọt lâu vậy đáy.
con này phải cho thấp xuống. Ông muốn nhìn vào khóa thì chả thế, thế thôi. Ít nhất nó cũng nhìn thấy chân kia nhà vợ rồi gì. Tắt con báo động trong nhà đi, báo động loạn lên. Tí nữa chồng tắt cho. Okay.